Hey, xin chào tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng vô thăm miếng sầu riêng, sầu riêng của ông anh. Miếng sầu riêng này thì cũng áp dụng theo quy trình của bên Nam, phân bón nè, rồi dinh dưỡng nè, nuôi cây nè, thúc cây nè. Vườn sầu riêng này hôm nay thì quay lại thì bắt đầu nó lớn nè. Hổm gài thì cũng khá là lâu rồi, thì Nam cũng chưa có quay lại miếng vườn sầu riêng. Tại vì hổm gài thì ảnh có chụp hình ảnh gửi qua cho Nam là coi thử cái cây của ảnh như thế nào, rồi gãy phân như thế nào. Vừa rồi thì Nam cũng cho ảnh gãy cái hữu cơ hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái bù mát sa băng, rồi cộng thêm cái thằng gì, thằng 20-20-15 đó. Thì ở đây thì theo như công thức là 5 bao quả cầu lửa 068 cộng với cái bao bu mát sa băng cộng thêm một bao thằng 20-20-15, trộn đều lại nằm gãy cho một gốc là rơi vào tầm khoảng là 3 kg cho đến 2 kg cho đến 3 kg nha quý con. Thì tùy theo cái cây, tùy theo cái cây mà mình gãy cho nó phù hợp cái liều lượng cái lá nè, xanh mướt gượt luôn, thấy không. Ngoài ra thì ảnh xịt cái dòng đó là cái thằng dưỡng đọt, là cái dòng Amino Combi 79 cộng với giọt đọt sầu riêng đó, cộng với thuốc sâu, thuốc gầy. Thì ảnh phun định kỳ khoảng 7 đến 10 ngày, ảnh phun lần cho cái vườn sầu riêng của ảnh. Hết hôm nay cái cây sầu riêng này, lá nó xanh xanh mà nó bóng luôn các con. Ảnh cũng đang tiến hành là ốp đất luôn, sẽ học ốp đất. Ốp đất nè, lá nó bóng nè, bóng lưỡng không. Tại vì cái thằng Amino Combi 79 á thì ảnh xài ảnh rất là chịu, rất là hài lòng. Cái chai Amino Combi 79 anh xịt vô cái sầu riêng á, một chai cho ông Phi, ảnh xịt cho cái giai đoạn kéo đọt. Thứ nhất là vừa kéo đọt, cái hai nữa là nó bổ sung cái thằng Amino vô thì bắt đầu cái lá mình nó bóng, bóng hớ cái lá à. Cái lá nó xanh nó dậy lên. Này bắt đầu là thì cứ định kỳ là khoảng tầm khoảng vườn này là khoảng một tháng mấy, tháng 10 ngày anh gãy phân lần, tháng 10 ngày anh gãy phân lần. Thì anh cứ chu kỳ á, đúng tháng 10 ngày anh gãy phân lần với quý con. Ngoài ra anh gãy phân xong rồi á thì anh sẽ tưới cái xô gây humic cộng với thằng ca cu kẽm. Xô gheo humic anh cộng với ca cu kẽm, thì một xô gheo humic cộng với 4 gói ca cu kẽm thì anh pha cho cỡ khoảng là 4 đến 5 ngàn lít nước. Anh tưới cho một gốc này cỡ khoảng từ 20-30 lít nước đó, gốc như thế này nè. Bây giờ anh tưới, tại vì khi mà gãy phân xong rồi là khoảng 4 ngày sau là anh tưới quý con. 4 ngày sau là tưới liền. Cây này trồng sau nè, cây này trồng sau. Đây là hiện tại giờ là tổng diện tích này là của ảnh là 300 mấy chục gốc sầu riêng, ghi 6 với mỏng thon luôn, có mỏng thon trong này nữa quý con, 300 mấy chục gốc. Thì cứ định kỳ là khoảng một tháng mấy ảnh gãy phân lần á. Nói chung là chắc sắp tới đây thì Nam sẽ thay đổi công thức lại, để nhằm mục đích là gì, cho cây nó ăn đầy đủ cái dinh dưỡng để nó lớn nhanh, để chuẩn bị làm bông làm trái. Tại vì giai đoạn này là nó cần cái dinh dưỡng rất là nhiều. Một khi mà ví dụ như cây mà tầm khoảng khi trồng xuống khoảng 2 năm thì nó dinh dưỡng nó khác. Còn cái lúc giai đoạn này là dinh dưỡng nó khác nè. Ốp mô chưa, sẽ rảnh này nọ ra ốp trơn toàn bộ luôn, thấy chưa, cắt học luôn. Trời ơi, nãy giờ điện nãy giờ. Mỗi lần đi vườn vui lắm, kiếm anh chủ nhà vườn khó lắm quý con. Nhiều khi con bắt máy, vợ bắt máy, thì bồ nhí bắt máy nữa không chừng nữa. Bởi vì ra thường thường là vô vườn luôn, vô thẳng vườn luôn à. Tại vì vô ga biết bao nhiêu quận rồi.
Ủa nãy để điện thoại cho bà nào bắt máy hả? Vậy bữa nãy nghe tiếng bầu nhí phải không? Ôi để điện thoại cho bầu nhí bắt máy nha, tới luôn. Hả? Vô mình à. Đồ này phát dữ anh. Này im nha. Nay vàng xu riêng. Ủa không mà ốp xong mà sao không kêu mấy ổng dục ngoài đây xương xương ngoài đây không đi? Ừ. Ừ. Sẽ gì lâu cái rồi sẽ học với ngon rồi thì đẹp tới là sẽ học kiểu này nè, là mạnh nào nó ăn nè, mạnh nào nó ăn rồi thì sẽ mình sẽ chính giữa gì nó ngon nhất nè, đừng có kiểu hình thức là sẽ đây trường cục đất chính giữa lại. Một số nhà vườn thấy vậy không đó, sẽ ta sẽ gì nè, coi như là phạm vi bên đây là của thằng này nó ăn rồi nè, phạm vi bên đây là của thằng này nó ăn rồi nè, rồi xong mạnh nào nó ăn, không có thằng nào tranh giành nào hết. Ừ tới đây thôi nghe, chữa đường đi nha. Ừ, chứ để em chịu sẻ. Ủa này gãy phần được nhiêu ngày anh Tân? Bữa hổm anh gãy phần được nhiêu ngày rồi? 007 bù mát. À, bây giờ vậy nè. Cái này nè. À, chuẩn bị... mấy ổng ốp nào xong mai nữa xong đúng không? Mai nữa xong vậy là bây giờ đọt này em thấy nó ấy rồi nè, thúc cho nó cứ phần NBK đi 20-20-15 cộng với DB, gãy nửa tháng đúng không? Đợt này thúc cái nữa đi, quất luôn, gãy luôn, gãy sai gốc ra, gãy có nghĩa là gãy từ từ cái mặt mộ, từ cái góc nè ra tới ngoài đây đúng không, là từ 1 mét nè đúng không, anh gãy xương ngoài đây giùm em nè, ngoài đây thôi, cái vòng tròn ngoài đây nè, một góc này anh gãy cho em thẳng 300 gram thôi, tỷ lệ là 50-50 đúng rồi, có nghĩa là 50 kg này là 50 kg kia trộn đều lại nhau, gãy một góc này khoảng 300 gram, rước cái cơ đọt này luôn, cho cơ đọt này nó ra nó mạch luôn nè, cho nó ra cái hì luôn nè. Nãy giờ em thấy một số cây nó hé, một số cây thì á nó già đó, như cây đó đó, cây đó là già nè, cây này nè đó, nó mới có hé lưỡi giáo à, mới hé nhỏ xíu à, còn mấy thằng này là nó mới hình thành cặp lá kép nữa nè, là lụa nữa nè, bây giờ ra là gì, ốp đất xong đi, chờ nó còn cử cái nữa đừng cho nó rước được đọt luôn, cho nó sung đọt này luôn á, 300 gram thôi. Chủ yếu là rước, em rước này nè. Rước này nè. Đặng vừa rồi nè. Trời ơi. Bởi vì sầu riêng mà. Gắn dưỡng cơ đọt này lại được, được rồi. Dưỡng cơ đọt này lại cho xum xê lại đẹp lại được rồi. Đang quay phim bắt nhạc dính vô bản quyền. Bây giờ mọi người thấy không, bây giờ đi làm vườn á là phải đem cái lo kẹo kéo theo, mình vừa hát nhạc rồi mình vừa nghe, rồi sầu riêng vừa nghe luôn đó, sầu riêng mà nghe nhạc là nó nhảy theo điệu nhạc lâm vô vô đó, là nó biết sung cái cây. Chuyện này là ốp, chuyện này cái là đủ đất ăn luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, nghe phong phanh, nghe gì vậy? Mới nghe gì đó? Cái gì có chân dài đây nữa? Làm đi. Chân dài mà đứng ở đây khỏi làm luôn á.
Được rồi, gãi hỗ trợ thêm nó cái đi. Cho cho nó gạt cái hì luôn. Tại vì chẳng vừa rồi là nửa tháng rồi. Là bữa nay là coi như là bữa nay là nửa tháng chờ là mình nhấp quyết liệt vô giai đoạn này, bắt đầu nuôi tay nè. Giai đoạn này nuôi tay để cho cái tay cái gốc nó bự á, cái tay là cái nhánh cái này nè. Cái nhánh cái này nó bự lên để sau này nó khả năng nó mang trái được nhiều hơn nè. Bữa nay là nhiêu tháng rồi ta? Tùy tầm vậy hả? Ừ. Nhớ tháng 7 là 4 năm. Tháng 7 này tới này hả? Hay là tháng 7 của năm sau? Tháng 7 âm lịch của năm nay hả? Là 4 năm. Khỏe không ông? Muốn không? Tháng 7 tháng 9 gì đó, nhớ mình lại. Lâu quá có thân thổ nhớ chứ giờ. Trước trọng nằm trong cao. Không đâu, em nghĩ là nếu mà tháng 7 tới này mà tháng 7 này 4 năm là không phải đâu. Tại gốc này nó còn gốc này còn nhỏ lắm. Tại có một số cây như em nhớ có dặm thêm nữa không ta? Số cây có dặm thêm nữa. Trời Phật ơi. Thì tình chứ đi vườn mà năm gặp cái này nghe mọi người, bìm bìm hắc sủ nè, thường thường gọi là bìm bìm hắc sủ á. Trời ơi, lá thú địch nó thúi ông nội vô. Được rồi, cái này được rồi, ok rồi, ốp đất kiểu này là ngon lành rồi đó. Ấp tới già luôn hả? Ừ. Được rồi, gì ngon.